Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đai siết ống kim loại đấy. Còn nhiều bác thì hay cái gọi là cái bộ này nó là cái cổ dê đấy, cổ dê đấy, thì nói chung là tùy, nhiều bác thì hay cứ gọi là cổ dê, còn thì em hay gọi là cái đai siết ống nhá, đai siết ống kim loại nhá. Một cái hộp này thì bên em sẽ bán vào cả một hộp luôn là 26 chi tiết một hộp này nhá, với giá thì bình dân thôi, 40k một hộp nhá, 40k một cái hộp đai siết ống bằng kim loại này. Hàng này thì hàng của Park Tider đấy. Park Tider này thì các bác biết hàng ở đâu rồi đấy, hàng của nó thì hàng sẽ là của Đức thôi nhá. Đấy, Park Tider này thì hàng của nó sẽ là của Đức đây, đó đây. Germany này, thấy không? Đấy, Germany, mã code mã vạch để đủ hết luôn, hàng Park Tider nhá. Một cái hộp này sẽ gồm có 26 chi tiết này đấy, 8 cái chi tiết là 7 đến 16 mm này, 6 chi tiết là 10 đến 23 này, 4 chi tiết là 19 đến 27 này đấy, 2 chi tiết là 16 32, 2 chi tiết là 24 đến 38 đấy, và 4 chi tiết là 19 đến 44, nghĩa là các bác xài được những cái ống, những cái ống ống tròn các bác siết được, từ ống nhỏ nhất sẽ là ống 7 mm và ống lớn nhất của nó sẽ là ống là siết được ống là ống 44 mm nhá. Đấy, 26 chi tiết mà, nên các bác xài cho em là thoải mái luôn. Đây em sẽ mở ra bác coi, một hộp của nó thì nó sẽ xếp lẫn lộn nha. Đấy, nó sẽ gồm có là những cái đai rất là to đấy, để các bác siết những ống to đấy, những cái ống như cái ống 44 này đấy, rồi là những cái ống nhỏ như này, ví dụ như những cái ống 7 rồi đấy, nó là dạng đai siết hay còn gọi là cái cổ dê nhá, các bác hay gọi là cổ dê đấy. Thì bên em sẽ bán đâu là bán theo cả một cái hộp với luôn nhá, bán theo cả hộp là 26 cái đai siết nhá, 26 chi tiết đai siết và các kích cỡ khác nhau đấy, các kích cỡ nhau, thì bên em sẽ bán theo là một cái hộp như này với giá sẽ là 40.000. Nói chung là các bác theo em, các bác nên bỏ ra 40.000. Bình thường là các bác mua những cái đai siết ấy, người ta đang bán lẻ khoảng tầm 3-5.000 một cái rồi. Đây bên em đang bán một cái hộp 26 cái đai siết từ to nhỏ luôn mà giá nó chỉ có 40.000 thôi. Các bác biết thấy là nó giá nó quá là dễ mua rồi mà giá nó hợp lý ạ, giá nó hợp lý. Đấy, thì các bác cứ nên mua cả bộ này về, mình xài cái nào thì mình xài, không xài thì mình lại cất gọn mà nó có hộp hiếc, nó đỡ bị rơi vãi linh tinh, mà thứ hai là đến lúc mà mình cần cái là mình có ngay ạ. Đấy, mình đỡ phải chạy đi chạy lại nhé các bác nhá. Đó, một hộp đai siết của Đức nhá, một hộp đai siết của Đức, của Park Tider của Đức này. Đấy, thì Việt Nam đang bán một hộp 26 chi tiết này, đai siết ống kim loại 26 chi tiết này, với giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp nha. Đấy, 40k một hộp, to nhỏ lẫn lộn là lớn bé có đủ cả hết luôn. Đấy, về các chỉ việc là lấy ra các bác xài, lấy cái ống nào vừa được các bác lấy ống đấy các bác xài, có thế thôi, ngon lành cái nào luôn, 40k một hộp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn này bên em có hàng không, thì đây, hôm nay về thì bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này, đây đấy, đây vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO 260 Japan có nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này, FO 260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu một chút thôi, tại vì nó là hàng bãi, nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bạn, bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò, ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước, chiều dài thứ này. Con này đi, cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20, cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nha, với giá sẽ là 40.000 một cây nhá, 40k một cây thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về, con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể cắt dây luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm để về các bác đốt nhá. Đấy, hộp hương trầm thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40.000 một hộp. Đấy, một hộp này thì rất là nhiều vòng luôn. Đấy, rất nhiều vòng. Một vòng đốt được rất là lâu đấy, một vòng là đốt được các bác đốt liên tục ấy, nó cháy trong khoảng tầm là từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt cháy rất là lâu, mùi thì nó là dạng mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác có thể đốt trên bàn thờ, đốt nhà mình các bác sử dụng ok luôn đây. Cái này thì nó là hai vòng. Đấy, một cái vòng to này thì các bác có thể tách ra làm được hai vòng này. Đấy, mùi thơm lắm, mùi thơm. Đấy, mùi thơm trong nhà nhà của trầm nhá, dùng rất thích luôn. Đấy,
báo giá bác luôn. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm rất nhiều vòng nha. Đấy, mà một vòng đốt được rất là lâu luôn. Một vòng này là đốt khoảng tầm tính rưỡi 2 tiếng nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp hương trầm. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Đấy, hộp hương trầm này, hộp vòng hương trầm nhá. Vòng hương trầm để đốt nhá. 40k nhá, 40k một hộp. Đấy, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mà một hộp thì rất là nhiều, đựng trong một chiếc hộp rất là lịch sự, ok luôn. 40k nhá, 40k một cái hộp hương trầm nha. Của Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng xách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kẹo chuột này. Nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn vào là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nhà này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hàng kia thứ này. Dầu này thì cứ ăn vào là đi thôi ạ, ăn vào đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột là kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng này. Anh em thợ thuyền này dùng này, ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo cho bác coi. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. À, con này thì cái phần chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15cm. Phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhá các bác nhá. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh. Hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy. Tay cầm thì có bọc nhựa. Đấy, chống trơn trượt. Đấy, các bác cầm gõ
đóng này, rồi là nhổ đinh cho em rất ok. Nó nhất là rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok. Rất nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. Lên mã cho em xem cái búa lùn. Giá này bình dân thôi. 40.000 một cây nhá. 40.000 một cái cây búa lùn này. Giá quá hạt rẻ luôn. 40k một cây nhá. Búa lùn. Đấy, búa lùn của Nhật nhá. Tiếp sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160.000 một cây nhá. 160.000 một cây. Rất là hay. Đó. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ổ đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc trồng cho vào được, thì các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn, đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá. Rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này. Đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào. Đấy, dắt cái xích này vào này. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn. Rất là dây xích khá là dài luôn, em sẽ đo bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì nó cũng khá dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào này. Đấy, cái này nó có 3 mắt nên khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa? Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160.000 một cái này. 160.000 này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó, đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này, xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây, các bác đợi chút này. Đó, đây. Đó, đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này. Rồi là những cái ống tiếp nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây. Đây. Đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160.000. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot đấy nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền, giờ các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. 160.000 một chiếc này, 160.000. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke gốc nam châm, cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke gốc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn, các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn này có thương hiệu Camposi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu, hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp đây hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái keo gốc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90.000 một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ ke được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác ke một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá. Ke một góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này. Rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể ke góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể ke một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, ke góc 45 độ này các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là ke những cái góc song song. Đó, ke góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm. Đặc biệt là trong anh em thợ hàn đặc hiếc các thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân. Nó chỉ có 90.000 một cái thôi.
lên mã cho em xem cái Kia gốc 500 nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đã gửi bác là 90k một cái này. Đây nó rất là dính, dính mấy cái vào nhau này các bạn. Đó, 90k một cái nhá, Kia gốc 500. À, tiện đây luôn thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác anh em thợ thiền, đó là cái kìm kẹp hàn, hoặc là các bác hay còn hay gọi là cái tay hàn đấy. Đấy, cái tay để các bác kẹp, để các bác hàn xì đấy. Anh em thợ hàn xì thứ giờ dùng rất ok luôn. Đấy, kìm kẹp hàn nhá, em báo giá luôn 100.000. Hàng này cũng của Kabushi nhá. Đấy, Kabushi. Đây, hàng rất xịn xò, ok luôn. Mới keng nguyên hộp nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp. Quả này các bác mua về rồi dùng rất là yên tâm. Đấy. Đây, nó có đầy đủ phụ kiện thứ bên trong luôn. Một con kìm này. Đấy, đầy đủ các phụ kiện đấu nối lắp này. Ốc yếc đầy đủ luôn. Còn đây là cái phần tay kẹp nhá. Đấy, cái phần kìm này của nó kẹp vào nó rất là chắc luôn các bạn. Đấy, đây cái phần kìm kẹp vào rất là chắc luôn. Đấy, các bác kẹp que hàn cái đồ thứ đây. Cái tiếp điểm của nó bằng đồng nhá, nên là khi mà các bác hàn cái tiếp điểm nó đánh lửa tiếp xúc rất là tốt. Đấy, nó không lo nó bị mô ve thứ nhá. Đấy, toàn bộ phần này thì thiết kế bằng nhựa chống cháy. Đấy, nên các bác dùng rất là tâm. Tay cầm thì được bọc cao su chống trơn trượt. Đấy, rồi là chống giật rất ok luôn. Đó, rất ok. Con này kẹp chắc lắm các bạn, kẹp chắc cực kỳ luôn. Đấy, kẹp chắc dã man luôn này. Đó. À, 100.000 một cây thôi. Đấy, đi về các bác luôn, các bác tháo ra đấu dây các thứ vào cho em là ok. Đấy, luôn tháo dây vào, tháo ra đấu dây vào là ok thôi. Đó. Giá mà em đang gửi bác đầy đủ cả những cái phụ kiện nhỏ bên trong này là một bộ này là 100.000 một cái nhá, 100.000 một cái. Con này cái thông số của nó là từ 600A cho đến 800A nhá. Đấy, theo sản xuất công bố thì đây. Từ 600A cho đến 800A. Đó đi các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp hàn. Đấy, kìm kẹp hàn. Đang gửi bác một cái tay kìm kẹp hàn nha. Đấy, với giá sẽ là 100k các bác nhá, 100k một cái kìm kẹp hàn nhá, 100k một cái. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền thôi các bác. Đấy, tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó nhầy. Nguyên hộp nhầy luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá, sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy, hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn nhá, các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá, hàng của hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đấy có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy, thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy. 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy, thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đầy đủ, một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới nguyên hộp nhầy luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ nhầy thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây.
1000W này sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn à, xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok. Có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 450.000 à 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng đó là cái bộ Taro đen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro đen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 2 bộ a 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các bác nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau. Từ to đến nhỏ này, đấy từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy tạo taro ren trong. Đấy dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy rất ok. Đấy chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro ren trong nhá, 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi, các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy nó sẽ gồm có là một cái đầu một cái đầu nha. Đấy nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy thì cái này thì về rất là dễ xài thôi, đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy rất dễ xài thôi. Đấy thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhem vào đây. Đấy xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy. Cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ ra các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn. 30k một bộ. Rồi dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phú bác nhá. Đấy dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy hiện tại bên em đang có hai mã là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy vì em cũng đã mua rồi. Đấy mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2.5 lạng một túi nhỉ, 2.5 lạng một túi. Đây à, đây này nó có này, 250g này này, 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2.5 lạng luôn. Đấy túi này một túi là 2.5 lạng nhá, 2.5 lạng. Cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy 226 cái, cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2.5 lạng hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá,
À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000, và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000, các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ nhận cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động. Con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. Là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây, em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm đây cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn. Các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhé. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét. Ô khá là to luôn. Đấy, các bác đi khoảng tầm 2-3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái. Khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào. Đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang của bác một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80k. 80k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái ô dù tự động. Đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, bên em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân, dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy. À, 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu. Cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng. 130.000. Tại sao lại gọi hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo Lacoste luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá. Nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn. Mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu Lacoste, còn đây là phần da này. Da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây. Tàng mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc. À, thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy, thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã giúp em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5. Em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy. Sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 ổ nhá. Chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó. Toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con cái thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy. Đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ổ đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi. Lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy. À, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá. Akira đây. Akira. Đấy. À, mắc công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hàng này, made in Japan, các bạn nhìn rõ không? Đó, made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn.
Dây này của nó sẽ là dây dài 5 mét nhá, dây dài 5 mét nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác, dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì bị chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, 290.000 một chiếc bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Sure nhá, Sure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5 mét nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5 mét đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy, cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi, thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì chả mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Sure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá, nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy, như con này nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào, sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng riêng chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm, đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia, là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao hộp ra luôn, mới keo nguyên túi như này, rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch, hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác ra, sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò, 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhé, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã cho em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá, ống nhòm. Giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Đấy, 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy, đi chơi, đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi ra đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua cho em cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là
giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau, đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, dùng rất ok nhá. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thì thoảng mình lau, hoặc lấy ba túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, ở nhà mình cũng xài luôn. 50k ba túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua trong cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi giác sắt, búi giác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại ấy, các bác dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp, là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ôi, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ôi, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cũng nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Vâng, tín hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục vào chương trình video hôm nay, một số cái mã hàng mới cực kỳ mới luôn. Đấy, hàng vừa cập bến em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác về những cái mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Hôm nay thì về mới ít được cái mã hàng thùng đạn này, thùng đạn của Mỹ rất xịn luôn, tí nữa sẽ view trực tiếp bác coi. Ổ điện Nhật này, ấm siêu tốc này, một số mã hàng rất là hay ho nhá trong dịp đầu năm. Đó, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Đấy, và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quai sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này. Hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở cho mày ra. Tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Thì về bên trong đây, thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn.
tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giong cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, là lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn, đây rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy. Giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá. 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp. Ngon lành các bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn. Khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không? Kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc luôn. Đó. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Nặng hơn 3 cân các bác, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây. Cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi. Bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc bao ship tận nhà luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Kata Shiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá. 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Kata Shiwa nhá, Kata Shiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được chưa? Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giong cao su. Một cái giong cao su nhầy. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy. Và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá, cái phần mặt cái phần giong cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được, mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000 mã đá mài A, 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại bên em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giong cao su như này. Đấy, cái giong để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Kata Shiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá. Chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều chám một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về
ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhé, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nha, 30k một cái. Sau vào tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua bác mua này bên em vừa tặng được cái sản phẩm ấy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái thì đây. Cái này về rất là dễ xài. Đó. Đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng các bác lấy theo cái miếng ra này. Dán vào đây. Con này cái bằng dính miếng bằng dính em ạ. Các bác dán lên tường. Đấy thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Ở đây trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. À, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy khi mà các bác dán lên nhá. Đấy ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này cũng rất tiện dụng này, rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để, đấy các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc luôn nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang ở bác là 10k một cái kệ hai dâu nhỉ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước. Lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ nhà, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ là nó rất là ướt át ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó, 100.000 bộ thôi nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn. Là 100 chọn bộ, như một bộ nhà là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy của cái bảng mạch này rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên không dùng thì mình có thể tắt đi.
Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì tiếc rồi. Nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái ổ cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác sạc. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cối đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin nha, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin sạc, cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test cho bác coi nhá. Đó. Đây. Đó, lên này. Coi nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước luôn nhá. Đấy, rất ok luôn. Đó. Cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá. Cái lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọa gì đằng nha. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây này, nguồn này,
phụ kiện lắp đặt đi kèm này, đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay, về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy, và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió thì nó không bị thổi, nó bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài. Thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cái phần muội miếc các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần giao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít, thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa, đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp, bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay dốc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ dốc hết xuống phần dưới này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy, thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã thì em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá, dày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hot rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hot rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hot rác nhá. 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào. Sau đó các bác xài luôn. Đây. Nó có cái phần đầu chổi này. Đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước các bác quét ở môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết vào đây nhá, các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá là mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó, đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng và các bác mở cho em này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối xem vào với nhau.
Đó đây, cả cái phần này thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó là một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hot jack, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho. Đó các bác nối đây cho em nhé. Đó các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng, các bác lắp đặt nó sẽ như này, sẽ gồm có là một chiếc hot jack đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất là hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hot jack là các bác dùng thì các bác hot jack rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế, và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt. Đấy, cho là các bác tuốt xem. Đấy, và ví dụ dính bẩn thì các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ là nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được. Của các bác nếu mà nhiều khi là các bác cần thì đây, có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này cho. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm, các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi, chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hot jack đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm, là lúc nào cái chổi này với cái hot jack này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ký ví dụ như mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hot jack nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp nha, thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó là 160.000 bộ này các bác nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hot jack. Đó các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hot jack luôn, chỉ có 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng, thì đây đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn, nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đèn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại em nó có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại em đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhá. Đấy xem giường bao nhiêu kích cỡ cho bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây, nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay, nằm rất bền luôn nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu. Những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng, đấy nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa.
Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả cả gối luôn nhá. Có cả gối luôn thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này. Gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này. Rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế nó dạng là lõm lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho một con này về, nằm cực kỳ gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn, nó nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối của nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá, đấy để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Nó đây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này. Gối công thái học này hiện tại em đang sẽ có giá là 120 ngàn nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này. Các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120 ngàn nhá, 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn các bạn. Cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ là môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này, nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này đấy, có thiết kế dạng lồi lồi này đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000 đây em đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là 10 khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các của rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là thỏa cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em còn một số cái mã hàng về bóng đèn, bóng điện này. Đấy, để các bác cùng tham khảo và đặt mua nhá. Đợt này thì bên em về thêm cho bác là cả cái bóng tròn. Nhiều bác hỏi cái mã bóng tròn này lắm ấy. Đấy, bóng tròn cái dạng công suất lớn 100 với lại 50W ấy, thì đợt này nó có về. Đấy thì
Bên em đang về hai mã, là một mã 100W nhá và một mã là 50W. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Và cái mã 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một quả này. Đấy, dòng bóng đèn LED đuôi xoáy nhá. Của nó thì sẽ ánh sáng màu trắng, cái này là 50 này. Con này thì là 100 nhá. Đấy, dòng sản phẩm tiết kiệm điện này. Đấy, đạt chứng nhận quốc tế luôn nhá. Đấy. Vạch A này thì sẽ là dòng tiết kiệm điện Energy này. Đó, đạt chứng nhận quốc tế luôn, rất xịn sò. Đây em sẽ bóc cho bác xem tham khảo nhá. Quả này thì nó là quả to, quả này to lắm, quả 100W thì rất là to luôn, cực kỳ to. Đấy, nó là dòng bóng LED nhá. Đấy, dòng bóng LED sử dụng dòng chip LED siêu sáng. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và rất là tiết kiệm điện luôn. Đấy, con này là 100W này, 220. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tương đương với lại là màu trắng. Đó, con này là con 100. Ngoài ra đây con nhỏ hơn thì là con 60 nhá, 60. Đấy, con 60 đây. À con 50 con nhá, con 50 thì sẽ nhỏ hơn một chút. Đây em sẽ cầm hai con so với bác coi này. Đó, con này nó dùng đuôi xoáy thì về thì các bác kết nối với những cái đuôi nhà mình thì rất ok rồi. Đuôi xoáy thì hiện tại nó là đuôi mã phổ thông nhất rồi. Đó thì em báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn 100W nhá. Bóng tròn 100W thì đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bóng nha. 80.000 một bóng nha. Còn cái bóng tròn 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000. Đấy, dòng bóng hàng Việt Nam nhá, của Vạn Quang thôi nhá, Vạn Quang. Nói chung các bác yên tâm, dòng rất chất lượng luôn mà giá rất là bình dân. Bình thường bác ra quán giá là quả này ít, người ta đang bán khoảng tầm 120 cho đến 150 một quả luôn. Thực sự các bác luôn, giá cực kỳ tốt mà bóng cực kỳ chất lượng nhá. Cầm một quả bóng cầm rất là chắc chắn luôn. Đó. Đây thì dàm sẽ kết nối với bác coi này, kết nối bác coi cắm cho bác test cho bác về ánh sáng nhá. Con này 100W thì rất là sáng rồi. Các bác những cái không gian rộng ấy, thì các bác mua cho em cái quả 100W này về các bác cắm này. Đấy thì rất là sáng luôn. Đấy, có thấy không? Kinh khủng khiếp luôn này. Đấy, thấy không? Sáng dã man luôn. Đây. Đấy, con này là con 100 nhá, con này có 100 đúng không? 100. Đấy, 100 thì đang gửi bác giá chỉ có 80.000 một quả thôi. Đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng luôn này. Đó, 80.000. Còn đấy con nhỏ hơn thì là cái con 60. À 50, 50W thì đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một quả nhá. 60.000 một quả, con này 100 rất sáng luôn. Đấy thì bác nào không gian rộng này, nhà rộng sân sướng rộng thì các bác mua cho mấy quả to này về này. Còn nếu mà trong phòng là dạng nhỏ nhỏ vừa vừa thì các bác mua cho mấy quả 50 này về này. Đấy là ok. Đấy, dùng thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cái loại thì siêu sáng luôn, có cái loại siêu sáng mà rất là sáng luôn. Và cái này thì bên em cũng vẫn đang có bán, thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe, sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề, làm nghĩa các thứ, cần một cái ánh sáng rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy thì các bác mua cho quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy. Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng đây. Con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man lên một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn này hết các nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng. Thoải mái các bác xài luôn. Nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã cứ báo nha. Đấy. 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả. Cũng dòng là dòng LED, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây. Hiện tại em đang có những cái dạng đuôi vụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo thì cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lô lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay.
rồi là mình lắp ở đường đi đỗ lại này. Không cần phải bật công tắc nhá, các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên, và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến thì hiện tại anh em đang gửi bác giá rất là mềm luôn, chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ, về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn đó sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, có thế thôi. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây thì nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng đó, thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này đó. Thì đây lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này, rồi là móc khuy, móc đeo đồ, đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá, rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái móc khóa rồng này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha, chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá, rất đẹp luôn. Đó, đây mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ này, ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ, đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác bóc qua cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc qua này. Đấy, dán trực tiếp vào. Ví dụ như đây thì em đang dán với con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này, các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này, rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, rồi vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó thì ở đây dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc thì mình ok. Đó, 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng nhá các bác nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy, khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy nhá. Đó, đây hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ Su-304 nhá. Đấy, Su-304 inox luôn. Đó, cái khay này là khay to này, khay này khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này, cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12-13 này. Đó, 12-13, và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về
các bác sử dụng đựng đồ này, đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, rồi là các bác mang đi công trình công trường, đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn đó. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật này người ta em đang gửi bác giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá, khay chữ nhật. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá, khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có lắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá, khay nhỏ 20. Đó đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn mà bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo râu bạc, cạo râu gian đu nhá. Đấy, cạo râu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi. 90.000 cho một con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều. Giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Đây, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em luôn lên, con có cả tông đơ, ví dụ dâu các bác già thì các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này. Các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này. Đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp như này. Lên mã thì em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu JD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha, đấy là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha, thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá, hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá, bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già này, hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi hoặc các bác có thể mua nguyên máy đều được nhá. À, nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không thì đây em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhá, đũa và thìa inox thì đây hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức này. Đấy, hình hai thằng người này, Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa nhà thì sẽ gồm có là năm đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi. Su 304, phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp thao luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, Su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8.000 hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 một hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa như này là sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy thì sẽ có giá là 5k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức nhá. Đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa.
thìa inox này, thìa inox 5 cây sẽ có giá là 50k luôn, bán đồng giá bác là 50.000. Thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhé, lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá, giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều rồi. Đấy, Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, khay bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. 50k một cái bộ khay 5 tầng nha. 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy. Tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này. Mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây. Một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha. 5 cái khay tròn xe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xe này. 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy. Mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nha các bác nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy, và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hợp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10cm này, đường kính ấy, cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này, cái bộ thứ ba là 14 này, thứ tư là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá. 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn ạ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là 3 dao này. Đấy, 3 cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, 3 cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn, các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá, cái khuôn thì các bác có thể làm bánh này, rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đấy, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay, cái này thì chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ, đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá. 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả cái bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000, hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá, bộ dao đen của Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ luôn nhá, 70k bộ này. Đấy, bán nhanh xả kho luôn, 70k bộ. Đấy, bộ dao đen, bộ dao đen 70k bộ này, giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là 3 con dao, một cái khuôn, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh, và một cái cây để các bác đánh vẩy cá ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen. 70.000 một bộ dao đen đấy nhá, 70k một bộ nha. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái chip này là 40.000 này. Một chip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá, cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi.
Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần 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 chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước, thứ ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28 cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này. Tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28 ti, khá thoải mái. Về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân, là vân vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già dầu lên. Đấy thì rán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên. Đấy thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính mà. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính không nhá. Cái đặc nguyên nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu cho em thoải mái luôn con này. Nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Neo công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật cũng nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét cũng nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này.
đấy công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản: nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ
mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn nếu bác nào không ưng với cái dòng đèn pin pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa? Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa? Đó bật bên này. Đấy bật bên này các nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy có nháy cảnh báo SOS này, tắt đi này. Đấy tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.